Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Chính trường Việt Nam sẽ diễn biến như thế nào. Ngày 20 tháng 3, AFA Tiếng Việt có bài về chính trường Việt Nam sau khi phế trước ông Võ Văn Thưởng. AFA dẫn lời giáo sư Zachary Abuza tại Đại học Chiến tranh Quốc gia Mỹ nhận xét về vụ phế trước Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nói rằng đó chính xác là lặp lại những gì đã xảy ra vào tháng 2 năm 2023 với việc phế trước Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chúng ta có thể thấy, trong Bộ Chính trị, những người như Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã sử dụng quyền điều tra của mình. Ông ấy có nhiều quyền lực và nguồn lực điều tra để truy lùng những vi phạm chính trị. Và đây là hình bài trên AFA. Ông Thưởng được xác định là có tiềm năng làm tổng bí thư. Ông là gương mặt trẻ, là ủy viên trẻ nhất của Bộ Chính trị, mới 54 tuổi. Đối với một đảng chính trị bị cho là ngày càng xa rời quần chúng, ông ta là một chàng trai có gương mặt trẻ trung, tươi tắn hơn hiện nay theo điều lệ của đảng ngoài ông tô lâm chỉ còn ba người có tiềm năng làm tổng bí thư là trương thị mai vương đình huệ phạm minh chính người hiện nay là thủ tướng vì vậy tôi nghĩ ông tô lâm đang cố gắng loại bỏ từng người một theo giáo sư abuja hiện tại có hai ứng cử viên chủ tịch nước là đại tướng phan văn giang bộ trưởng bộ quốc phòng và đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an ông cho rằng những nhà lãnh đạo quân sự có xu hướng không bó buộc vào một phe phái nào vì vậy, ở một khía cạnh nào đó, họ được coi là trung lập hơn. Nếu ông Giang nắm giữ vị trí chủ tịch nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam không gặp khó khăn trong việc tìm người lấp vào chỗ trống bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Và đây là hình ông Tô Lâm đang cố gắng loại bỏ từng người trong số những người có tiềm năng trở thành tổng bí thư. Tuy nhiên, tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra. Tôi đoán là ông Tô Lâm sẽ trở thành chủ tịch nước tiếp theo. Ông ấy sẽ trở thành chủ tịch nước vì ông ấy thật sự muốn vị trí đó. Bây giờ tôi đoán là ông ấy cũng coi đây là một cách để nắm giữ quyền lực trong Bộ Công an. Đừng quên rằng người tiền nhiệm của ông, Trần Đại Quang cũng từng là Bộ trưởng Bộ Công an. Sau khi ông ấy trở thành chủ tịch nước, ông vẫn cố gắng điều hành Bộ Công an và duy trì một văn phòng ở đó. Vì vậy tôi nghĩ rằng ông Tô Lâm cũng sẽ làm điều đó tương tự. Thực tế là chẳng bao lâu nữa, ông sẽ bị giới hạn nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an. Nếu lên nắm vị trí chủ tịch nước, ông sẽ có một vị trí vẫn mang lại cho mình ảnh hưởng đối với bộ. Điều đó sẽ tốt cho ông ấy. Đối với vị trí tổng bí thư, chúng ta có các quy định của đảng rằng một người phải phục vụ trọng một nhiệm kỳ bộ chính trị trở lên để được coi là đủ tư cách làm tổng bí thư. Và đây là hình Tô Lâm, kẻ đang tìm mọi cách để thao túng chính trường Việt Nam. Chỉ có 4 ứng cử viên Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đáp ứng điều kiện này. Theo giáo sư, Bà Trương Thị Mai thực sự là ứng cử viên sáng giá nhất. Tuy nhiên, trong nền chính trị Việt Nam, phụ nữ khó đạt được vị trí cao nhất. Đối với trường hợp ông Phạm Minh Chính, giáo sư cho rằng ông chính có khả năng làm Tổng Bí thư, nhưng luôn có những cáo buộc tham nhũng treo lơ lửng trên đầu ông. Tôi từ lâu đã tin rằng một trong những điều đã cứu ông ấy là thật sự không có người nào khác trong bộ chính trị hiện nay có thể đảm nhận vị trí Thủ tướng. Như vậy, theo góc nhìn của giáo sư, chỉ còn hai ứng viên có tiềm năng cao nhất là ông Vương Đình Huệ và ông Tô Lâm. Ông Huệ có lẽ là người có nhiều khả năng nhất vì rõ ràng ông này đã được chuẩn bị cho việc đó. Nhưng chính trường Việt Nam không dễ đoán trước, giáo sư phán đoán. Tô Lâm là một người rất tham vọng, ông ấy sẽ sử dụng chức vụ chủ tịch nước như một bước đệm để lên vị trí cao nhất. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Chính trường Việt Nam sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Đảng không có giải pháp để giải quyết vùng cấm tham nhũng. Ngày 20 tháng 3, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của blogger Doãn An Nhiên với tựa đề Vùng cấm tham nhũng chống kiểu, chịu trách nhiệm chính trị, không thể tạo nên bước ngoặt cải cách, phần 1. Tác giả nhắc lại việc, đảng từng nhấn mạnh chống tham nhũng không có vùng cấm, ngụ ý ở cấp lãnh đạo cao nhất như tứ trụ, bộ chính trị, ban bí thư. Dù có thể hiểu đây là cam kết chính trị hay tuyên truyền, nhưng không thể phủ nhận rằng tham nhũng đã hiện hữu trong vùng cấm là một thực tế. Và đây là hình bài bình luận trên RFA tác giả phân tích về nguyên lý có thể lần theo đường dây tham nhũng nào đó, các đại án để tìm manh mối. Tuy nhiên, trong bối cảnh tham nhũng không chỉ là thứ văn hóa chính trị, thứ vũ khí của chế độ để đảm bảo cho tính chính danh qua tăng trưởng kinh tế, thì phòng chống tham nhũng đang là vấn đề lớn. Gần đây, đảng đã vận dụng chịu trách nhiệm chính trị như một kiểu chống tham nhũng đặc thù. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp căn cơ cho sự thay đổi hay sự đột phá thể chế tác giả đề cập đến việc khởi tố chính bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có các lãnh đạo đương nhiệm và nguyên lãnh đạo của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long và các đơn vị có liên quan. Họ là những quan tham cấp trung, người từng có chức vụ cao nhất là bí thư tỉnh ủy và thấp là cấp huyện, cấp phòng thuộc chính quyền tỉnh. Tác giả cho hay vụ việc vẫn đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Tính bất ngờ ở chỗ, nó chưa được đưa vào danh mục đại án trọng điểm năm 2024 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Và đây là hình Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhưng tính chất nghiêm trọng của nó hơn cả trọng điểm vì lần theo đường dây này đã dẫn đến những cán bộ lãnh đạo trong cung đình. Đây sẽ là một sự kiện rung động chính trường trong năm 2024 khi nó liên quan đến nhân sự đảng ở cấp nhà nước cao nhất. Ngược lại, theo tác giả, một quan tham cỡ bự chẳng may ngã ngựa cũng có thể khiến cho các doanh nghiệp sân sau rung động bối cảnh thời kỳ chuyển đổi thị trường với nghịch lý tăng trưởng nhanh và tham nhũng tràn lan là quan hệ nhân quả quyền lực là thứ ân huệ đổi lấy lợi ích vật chất đang là thứ văn hóa chính trị độc hại hủy hoại chế độ sau mỗi dự án công đều có bóng dáng của mối quan hệ thân hữu trong đó doanh nghiệp và quan chức cấu kết tác giả nhận xét đa số quan tham bị lộ và bị cáo buộc nhận hối lộ xuất phát từ các doanh nghiệp làm ăn phi pháp dựa vào mối quan hệ quyền lực thân hữu để giành các dự án công nhằm chiếm đoạt tài sản của nhà nước và của dân. Đây chỉ là một mắt xích trong đường dây tham nhũng và về bản chất đó là sự bảo trợ chính trị. Và đây là hình bà Lan, cựu bí thư Vĩnh Phúc và người tiền nhiệm được cho là nâng đỡ cho bà, cựu phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng tác giả tiếp tục đề cập đến mắt xích Hoàng Thị Thủy Lan, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong đường dây tham nhũng xuyên suốt từ địa phương đến trung ương. Đây là một trường hợp điển hình phản ánh nhiều bất cập thể chế, đặc biệt là công tác cán bộ, một lĩnh vực đang bị khủng hoảng. Tác giả cho biết công luận trong tỉnh từ lâu đã xì xào về sự nâng đỡ của bí thư tiền nhiệm đối với bà Lan. Ông này thăng tiến lên trung ương thành nhân vật có thế lực. Một đường dây bảo trợ chính trị được thiết lập chắc chắn nhưng vô hình đối với đảng. Tác giả nhận định vô số những bất cập có thể chỉ ra từ trường hợp điển hình nêu trên về chống tham nhũng và công tác nhân sự đảng. Trong đó, bài học trực tiếp được chỉ ra là sự yếu kém trong công tác tổ chức, quản lý cán bộ, đảng viên. Hơn thế nữa, khi có sự bảo trợ chính trị từ trên, thậm chí là vô hình, dân chủ nội bộ ở cấp dưới, cấp cơ sở bị loại bỏ. Điều này cho thấy dân chủ hóa xã hội nói chung cũng như xây dựng thể chế dân chủ để giám sát quyền lực quan trọng như thế nào. Tuy nhiên, vẫn theo tác giả, Đảng chối bỏ thực tế này vì bản chất quyền lực tuyệt đối. Bởi vậy, sự bế tắc về giải pháp chính sách căn cơ đang cản trở công cuộc cải cách, trong đó thể chế là khâu đột phá chiến lược. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin đảng không có giải pháp để giải quyết vùng cấm tham nhũng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.